con cún và con người khác nhau ở điểm giao hợp là khác nhau ở chỗ nào? Có chỗ là nó không. Nó không là sao? Nó kiểu là thì con chó em thấy là nó hai con đèn nhau vậy. Con người em nghĩ là chắc con người thì có rất chỉ là nhiều cách. Đúng rồi, con cún là chỉ có một tư thế, còn con nhiều con người là rất là nhiều tư thế, như là 72 tư thế là. Ví dụ cho anh 72 tư thế một trong 72 đó thôi. Kiểu bò trườn này. Kiểu cái gì bạn em phải bảo thế này. Em không biết đến kiểu gì hết. Cái kiểu tập tập. Chào bạn, mình đến từ kênh Girlzone TV, một cô bé vô cùng xinh xắn và dễ thương. Có thể dành cho kênh Girlzone TV ít phút để phỏng vấn bạn được không? Dạ, được ạ. Ủa, trắng thế, đẹp luôn, mũi đốt luôn, trắng thế. Đầu tiên cho mình hỏi bạn tên gì, bao nhiêu tuổi và đến từ đâu nè? Dạ, em tên Quyên, năm nay em 19 tuổi và em đến từ Đắk Nông. Ủa, nhưng mà nghe cái giọng của em có vẻ là Bắc nhỉ? Dạ, em quê gốc là ở Hà Tĩnh, nhưng mà em sinh xong và lớn lên thì ở Đắk Nông ạ. Vậy em cứ dùng Hà Tĩnh của mình để nói chuyện cho nó dễ thương em nhé. Chào em, anh đến từ kênh Girlzone TV, một cô bé cực kỳ xinh xắn và dễ thương. Có thể dành cho anh ít phút để phỏng vấn em được không? Dạ được ạ. Đầu tiên cho anh hỏi em tên gì, bao nhiêu tuổi và đến từ đâu nè? Dạ, em tên là Bảo Trang, hiện là 19 tuổi, đến từ Bình Thuận. Đầu tiên cho anh hỏi em tên gì, bao nhiêu tuổi và đến từ đâu? Em tên Vân, em nay là 23 tuổi rồi, em đến từ thành phố Hồ Chí Minh ạ. Những người con gái xinh đẹp và duyên dáng dễ thương như em chắc chắn đã có bạn trai rồi, hiện tại là có chưa? Em đâu có sợ e này, làm gì là có bạn trai. Em đã làm gì có người yêu? Em đã sợ ế con mày. Vậy em có muốn qua chương trình Girlzone TV để tìm kiếm bạn trai hoặc là tìm kiếm người yêu một nửa của mình hay không? Nếu mà có thể thì em vẫn mong muốn là chương trình sẽ cho em có một người bạn trai mới. Và tiêu chuẩn bạn trai em như thế nào? Em chỉ cần cao một xí và biết thương em, chắc em là được. Cao một xí là cao khoảng bao nhiêu? Chắc cỡ tầm 1m75 đi. Vậy giữa một chàng trai 1m8 và một chàng trai 18cm, em thích chàng trai nào hơn? Em thích chàng trai 18 hơn, cao 1m8. Cao 1m8 hơn, tại sao con thích 18cm em nhỉ? Không, em thích tại vì như kiểu em hơi lùn, em được có 1m56 à. Nope. Cho nên em thích cái kiểu như kiểu là cuộc tình vừa chàng cô gái lùn vừa chàng cao. Em thích cái kiểu mà ngôn tình đó đúng không? Một cái miền Trung vô cùng xinh xắn và dễ thương như thế này chắc chắn là có người yêu rồi đúng không? Dạ, thật ra là em cũng chưa có. Chưa có, 19 tuổi, chưa có là do vấn đề em quá kén hay là do vấn đề liên quan tới lý của em? Nói chung là không phải em quá kén, cũng không phải về vấn đề tâm sinh lý, là do chưa tìm được một người thích hợp thôi. Nhưng mà em đã từng trải qua mối tình nào chưa? Dạ đã có rồi. Có rồi, em với mối tình đã quen nhau được bao lâu? Dạ, 2 năm. Có nghĩa là quen nhau từ năm 17 tuổi đến năm 19 tuổi? Dạ không, em quen năm 14-15 tuổi gì đó. Really nigga. Là mối tình học sinh hả? Dạ. Thì thông thường những mối tình học sinh như vậy mình có đụng chạm cơ thể với nhau không? Nói chung là quen lâu thì cũng phải có. Và mình đụng chạm cơ thể theo mức 18 cộng cơ. 18 cộng hả? Thì cũng chưa đến mức đó. Chị đụng chạm mức 16 cộng là sao? Chứ là hôn hết ôm e rồi có các kiểu có chưa? Dạ đã có rồi ạ. Đối với bạn, một người con trai đẹp trong mắt bạn là một người con trai như thế nào? Đối với em á, thì gu của em á là một người đàn ông trưởng thành, thành đẹp trên 30. Nani? Trên 30 tuổi? Dạ. Em không thích chàng trai dưới 30 hả? Cũng tùy thôi, nhưng mà gu của em là đối với em, một chàng trai đẹp và một chàng trai có tiền cùng đến yêu cầu, không phải yêu cầu mà là cầu hôn em, nói chung là để em làm vợ của họ, thì em sẽ chọn ai làm vợ? Ai làm chồng của mình cũng vậy không? Kỳ á. Một người chàng trai có tiền. Một chàng trai đẹp trai. Một người đẹp trai. Người có tiền với đẹp trai. Trời khó ghê luôn. Đương nhiên khó, người ta mới đưa cho sự lựa chọn. Em sẽ chọn người thương mình. Theo em á, giữa con cún và con người giống và khác nhau ở điểm nào? Con cung con người à? Con tê giống nhau nè. Con người còn con cún thì cú tê giống nhau hả? Con chú cũng có điều cú tê. Con cún cùng về nâng. Rồi, ok, anh dạy gợi cho ha. Con cún và con người giống nhau ở điểm đều là động vật và đều là động vật có vú. Hợp lý ha. Vậy em thấy con người và con cún khác nhau ở điểm nào? Con người đi bằng hai chân, con cún đi bằng 1 chân. Chính xác luôn. Vậy cho hỏi con này tới vậy ha. Con cún và con người khác nhau ở điểm giao hợp là khác nhau ở chỗ nào?
con chó là nó không. Nó không là sao? Nó kiểu là thì con chó em thấy là nó hai con đen nhau vậy. Con người thì nghĩ là chắc con người thì có rất là nhiều cách. Đúng rồi. Con cuốn là chỉ có một tư thế, còn con nhiều con người là rất nhiều tư thế. Như là 72 tư thế là. Ví dụ cho anh 72 tư thế một trong 72 đó coi. Kiểu bò trườn nè. Kiểu cái gì bạn em phải bảo thế này. Em không biết nói kiểu gì hết. Cái kiểu tạch. Vậy trong các kiểu đó em thích kiểu nào nhất? Em hả? Em chưa làm nhưng mà em nghĩ sẽ là chắc bò trườn đi. Bò trườn, em thích bò trườn. Dạ. Vậy trong các tư thế em ghét nhất tư thế nào nhất? Nope. Em chưa làm cái này em ghét hết. Ủa, thật sự em chưa trải nghiệm vấn đề liên quan tới ăn ngáy tình trường sao? Chưa. Đéo tin. Em thấy con chó và con người giống nhau điểm nào? Cái đó em không biết. Thì là động vật thôi, liều là động vật có vú đều là giống nhau điểm đó đúng không? Và khác nhau là khác nhau chỗ nào nè? Nó là động vật, mình là con người. What the hell? Không. Nó là con chó của nó mình. Nó có một kiểu mà mình rất là nhiều kiểu. Mimi. Em hiểu rồi chưa? Vậy em biết con người có nhiều kiểu như thế nào không? Có thể kể cho anh nghe vài kiểu được không nè? Cái gì kiểu gì mà đang thịnh hay là cái gì tốt gì á? Tóc ghi hả? Dạ tóc ghi. Ngoài kiểu tóc ghi ra con người còn làm được kiểu gì nữa? Trồng chuối. Cái gì? Trồng chuối. Những người đẹp như em á thì cơ hội nổi tiếng rất là cao. Nhưng nếu em nổi tiếng nhờ scandal, em có muốn nổi tiếng hay không? Vấn đề đó thì chắc là không. Thì em muốn nổi tiếng dựa vào năng lực của mình thôi. Em muốn nổi tiếng dựa vào năng lực gì của em? Em kể cho em có năng lực gì? Có thể là cái khả năng của mình á, ví dụ như là em có khả năng gì, hát nhảy hoặc là đại khái gì? Hát. Wow. Hát thì cũng tạm. Hát cũng tạm được. Em có thể hát một câu tặng cho khán giả cơ zone được không? Mình chia tay nhau từ đây, tổn thương trong em cũng nhiều rồi. Tình yêu này đâu có lỗi gì, lỗi là thuộc về hai chúng ta. Ồ, quá hay luôn. Giữa con trai có tiền và con trai đẹp trai thì em thích dạng con trai nào hơn? Cái này khó ha. Khó mới hỏi, dễ hỏi chi em nhờ? Trời ơi, khó nè. Em thích cả hai được không? Chắc không được đâu em. Phải chọn một trong hai mà. Cái nào em cho em lựa chọn, em chọn cả hai được em sẽ nói. Em thích trai đẹp đi. Mimi. Em thích trai đẹp chứ không thích trai có tiền. Vậy em có thể chấp nhận được một chàng trai có mức thu nhập dưới 5 triệu làm chồng hay không? Em có thể chấp nhận được một bạn trai có mức thu nhập dưới 5 triệu, nhưng với điều kiện người đó phải biết cố gắng và chăm sóc được tương lai sau này. Chăm sóc được tương lai sau này. Ý là người đó sẽ có tính cầu tiền và sẽ ý là có mục tiêu xác định chính xác cho bản thân là mình sẽ làm gì trong tương lai. Chính xác là hình như là như vậy. Đối với em, người con gái dễ dãi là một người con gái như thế nào? Nói chung là dễ dãi thì kiểu như là người yêu nói cái gì cũng tin, cũng cho qua đi, là không có thật, dễ dãi. Đối với em, một người con gái khi mà nhìn thấy một người con trai mình thích thì chủ động tiến tới thì có gọi là dễ dãi không em? Dạ không, cái đó là sinh lý thôi. Mimi. Dạ, đúng không? Vậy em hồi đó giờ em có chủ động tán tỉnh một anh chàng nào đó mà em thích chưa? Dạ chưa, em chưa là người chủ động. Nope. Em thích chủ động hay là em thích người ta? Dạ em thích bị động. Để anh nhắn tin cho. Vậy thêm á, yêu trong giống mặt kép rồi mới cưới hay là cưới rồi mới yêu trong giống mặt kép? Yêu trong mặt kép rồi mới cưới thì con gái là người thiệt thời. Nếu mà cưới xong rồi yêu. Nhưng mà cưới xong rồi yêu trong giống mặt kép thì lỡ không hợp thì chia tay. Liệu mình có bị đánh giá là một đời chồng thì nó quan ức quá không? Cái trường hợp đó thì ít lắm. Tại vì nếu mà yêu xong mà mình mới tiến tới hôn nhân thì mình trong cái tình yêu đó thì mình dễ tha thứ cho nhau hơn. Còn nếu mà không yêu mà cưới thì ví dụ sau này gặp nhiều vấn đề đó thì khó. Em ơi, nếu bạn trai em đi nghĩa vụ quân sự, em có chờ được bạn trai em trong vòng 2 năm hay không? Tình yêu em mà đủ lượt thì em sẽ chờ. Người ta nói tình yêu thì có thể chờ ngày này qua tháng kia được. Nhưng vấn đề liên quan tới tâm sinh lý thì chúng ta có thể chờ được hay không?
Em chắc thể cho nổi. Cho nổi. Bây giờ bạn trai em đi nghĩa vụ quân sự. Nope. Thì ở ngoài thì người xinh đẹp và duyên dáng dễ thương như em thì chắc chắn có rất là nhiều thính. Thì em nghĩ là em né được tất cả các thính đó không, hay là nó xa vào lòng người con trai khác? Dạ, cái này khó ha. Khó, trời dễ hỏi làm chi? Khó tao mới hỏi. Chết rồi, cái này. Ôi em sợ là em sẽ bị xa vào lưới tình khác quá. Có nghĩa là tỷ lệ em xa vào lưới tình là cao hay thấp? 50-50 đi. Tao nghĩ không 50-50 đâu, 90-10 á. Nếu bây giờ bạn trai em đi nghĩa vụ quân sự 2 năm thì em có thể chờ bạn trai em hay không? Em có ở nhà nuôi vụ nấu con chờ bạn trai mình không? Không. Chả có đứa con gái nào chờ được hết á anh. À đâu. Thiệt luôn, em khẳng định câu xin gần luôn hả? Dạ. Mấy bạn ơi, nếu thấy video clip này hay thì hãy like, share and subscribe của Châm TV nha. Còn ai muốn nói chuyện với mình thì hãy kết bạn với Facebook Đào Quả Báo Trang nha. Rồi, cảm ơn bạn đã tham gia chương trình phỏng vấn Gặp John TV ngày hôm nay. Chúc bạn sẽ tìm kiếm được người yêu mới và đồng thời sẽ có nhiều người kết bạn Facebook với bạn, trò chuyện với bạn nhé. Chào và hẹn gặp lại bạn ở một chương trình lần tới của John TV.